Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doji. Ngày hôm nay thì nhà sành Doji sẽ sale các mặt hàng áo khoác với giá cực sốc chỉ 280k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mà quý anh chị chúng ta mua từ hai sản phẩm trở lên hoặc là mình chuyển khoản trước thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà sành Doji giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo phao. Và cái thời điểm hiện tại khi mà cái nhiệt độ đang xuống thấp thì áo phao sẽ là một cái sự cứu cánh cho quý chị. Những cái thiết kế áo phao sẽ là những cái thiết kế mà giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt. Như sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Mã của sản phẩm sẽ là C21, chiều dài là 65, ngang là 56 và vai là 46. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 70kg, 65 đến 70kg quý chị có thể là sử dụng em này. Cái tông màu của mình nó sẽ là cái tông màu bi sáng, mặc rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ luôn. Nhìn chung thì các sản phẩm nó sẽ là những cái sản phẩm basic này để cho quý chị chúng ta có thể là sử dụng hàng ngày. Em này thì sẽ có cho mình cái túi chéo ở phía dưới này, trong này nó sẽ là lót nỉ bông, nó sẽ lót nỉ bông ở bên trong nên là quý chị chúng ta yên tâm là mình giữ ấm tay rất là tốt. Đặc biệt là có thêm cả khóa kéo luôn nên là mình yên tâm mình sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài thì không cần lo bị rơi bị mất rồi. Mà đằng sau thì sẽ có cho mình một cái phần mũ cũng tương đối là rộng rãi, mã C21 này, một sản phẩm chính hãng của Uniqlo. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo khoác tông màu đen đến từ thương hiệu First Down. Bên trên ngực áo thì sẽ có một cái phần thêu tên của thương hiệu First Down. Mã của mình sẽ là C22, chiều dài là 65 và ngang sẽ là 57. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, quý chị có thể là lựa cho em này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông, tông màu đen trơn. Những đây là những cái sản phẩm rất là basic, rất là thông dụng để quý chị chúng ta có thể là sử dụng hàng ngày. Như sản phẩm này của mình thì cũng có túi chéo ở phía dưới luôn và túi cũng có khóa rất là cẩn thận này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ với nhà sành Doji. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu 3 lớp. Bác nào mà muốn mặc kiểu nhẹ nhàng, mình muốn mặc kiểu nhẹ nhàng đơn giản thôi thì quý anh chị chúng ta có thể là lựa những cái sản phẩm như này. Nó vẫn đảm bảo cho quý anh chị là chúng ta giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt cho mình. Quý anh chị hoàn toàn có thể là lựa chọn những sản phẩm này mình mặc trong cái thời tiết hiện nay, khi mà cái đợt rét nắng bân nó đang về, hoặc là quý anh chị chúng ta có thể là sử dụng trong năm sau nữa cũng rất là ok. Vì là những cái sản phẩm như này cái độ bền của nó rất là cao và mình không bao giờ là lo sản phẩm của mình bị lỗi mốt. Rồi sản phẩm của này thì sẽ có mã là C22 này, một thiết kế chính hãng của nhà First Down, form dáng suông, line áo thì có một cái dây để cho quý chị chúng ta điều chỉnh, tay áo thì cũng được bao trùm luôn. Rồi tiếp theo thì sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu First Down, lại là một con áo First Down tiếp. Sản phẩm này thì nó sẽ có cái tông màu cam, mã của mình thì sẽ là C23, chiều dài là 73, ngang là 54 và vai sẽ là 44. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, quý chị có thể lựa chọn em này. Những cũng là những cái sản phẩm áo phao thiết kế đơn giản thôi. Với cái tông màu này thì các chị, các cô, các bác và chúng ta đều có thể sử dụng được hết. Những cái thiết kế vô cùng là basic, nhẹ nhàng để cho quý chị có thể sử dụng hàng ngày. Mình mặc đi ngoài đường thì giữ ấm rất là tốt cho mình, chắn gió chống bụi cũng rất là ok. Bên trong thì nó sẽ là có cho mình một cái lớp lót này cũng rất là mềm mịn để đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc cho nó thoải mái dễ chịu. Toàn bộ các cái phần cúc khóa ở đây thì đều là hàng kim loại hết nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Ở ngực áo thì sẽ có cho mình một cái thiết kế túi đứng này và túi cũng có khóa luôn. Dưới đây thì sẽ là cái thiết kế túi hộp vuông rất là rộng rãi để quý chị có thể là đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Ra xa một chút cho quý chị chúng ta coi lại toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Mã của sản phẩm này sẽ là mã C23. Tranh thủ một đợt sale rất là lớn thì hy vọng là quý chị chúng ta có thể là lựa cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta ưng ý. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với một thiết kế áo khoác. Em này sẽ là cái kiểu thiết kế form áo cổ bẻ rất là nhã nhặn lịch sự, các bác lựa em này mặc đi làm thì rất là hợp lý rồi. Mã C24, chiều dài là 83, ngang là 62 và vai là 51. Size L quý chị chúng ta từ 75 kg, quý chị có thể là lựa cho em này mã C24. Thiết kế của mình sẽ có rất là nhiều cái phần túi rộng rãi để cho quý chị chúng ta sử dụng này. Bên trên ngực áo cũng túi luôn, nó sẽ là cái thiết kế túi đứng như thế này. Bên này cũng có túi này, có khóa rất là cẩn thận. Phía dưới đây thì sẽ là túi vuông cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu của mình thì nó sẽ là các cái mặt hàng rất là dày dặn 3 lớp để cho quý chị chúng ta sử dụng khi mà cái thời tiết nó, cái nhiệt độ nó xuống thấp thì quý chị có thể là lựa chọn những cái em áo khoác, những cái kiểu áo đại hàng như này để chúng ta lựa chọn mình mặc để giữ ấm cho cơ thể. Mã em này thì sẽ là mã C24. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu xanh than nó độc đáo như thế này thì quý chị có thể là lựa cho em này. Nói chung là bên trong line như nào thì màu ở bên ngoài cũng tương tự như vậy thôi, nó không quá chênh lệch nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn. Form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng.
Rồi sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một thiết kế với cái tông màu đen này. Bác nào yêu thích những cái tông màu truyền thống thì mình cứ lựa những cái sản phẩm với cái tông màu đen, tông màu ghi này thì rất là dễ mặc. Mã của mình sẽ là mã C25, thông số của sản phẩm như sau: chiều dài là 78, ngang là 67, size 2XL. Cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 75-80kg, quý chị có thể là sử dụng em này. Bên trong này, bên trong quý chị có thể thấy cái lớp lót của nó sẽ là cái lớp lót nỉ bông rất là ấm luôn. Những cái thiết kế như này giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt. Đặc biệt cái phần bên ngoài của mình cũng là cái chất liệu kaki dày dặn, nên là các bác yên tâm chúng ta sử dụng trong cái thời tiết mùa đông lạnh thì cực kỳ là ấm rồi. Anh này cũng là một cái thiết kế với rất là nhiều túi ở bên trên. Ở bên trên ngực áo thì là cũng là có hai cái túi vuông này, và cái túi của mình là có cái miếng dán ở đây, nên là các bác đựng đồ để mình không bao giờ lo là bị rơi bị mất luôn. Và phía dưới thì cũng có túi cho quý chị chúng ta sử dụng. Các bác có thể là sử dụng cái thiết kế túi chéo như thế này, chúng ta giữ ấm tay, đựng đồ, đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Túi em này cực kỳ rộng rãi luôn. Và form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng suông rất là dễ mặc, dễ dùng, phối màu giữa hai tông màu đen và tông màu ghi là những cái tông màu rất là cơ bản để quý chị có thể là dễ dàng chúng ta phối đồ với các cái trang phục, quần áo, phụ kiện khác nhau. Vậy và mã của sản phẩm này sẽ là mã C25 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ đặt hàng với nhà sành Đồ Si. Mỗi sản phẩm nhà sành Đồ Si chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi, nên là quý chị chúng ta thích chiếc nào thì chúng ta nhanh tay là liên hệ đặt hàng. Rồi thiết kế tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm áo kiểu dáng bomber. Con này thì sẽ có mã là C26, chiều dài là 69, ngang là 61 và vai sẽ là 61 luôn. Size L này quý chị chúng ta từ 70-75kg có thể là lựa chọn em này. Cái thiết kế áo ở bề mặt cái màu xanh này này, nó sẽ là cái thiết kế vải dạ. Còn cái phần tay áo này nó sẽ là chất liệu da PU. Chất liệu da cũng rất là xịn sò nên các bác không bao giờ lo là bị nổ da đâu. Mình yên tâm là mình mặc áo này mấy năm không sao luôn. Quý chị có thể thấy thì các cái chi tiết của nó làm cũng rất là đẹp, toàn bộ đều là các cái hình thêu rất là nét luôn, không bao giờ lo là cái phần thêu này bị hỏng. Mã của mình sẽ là mã C26 này. Các cái phần cúc bấm các cái phần cúc này sẽ là cái cúc bấm kim loại để cho quý chị chúng ta thuận tiện chúng ta sử dụng. Lớp lót bên trong sẽ là lớp lót kaki mềm rất là thoải mái dễ chịu. Và em này cũng là một sản phẩm mà giữ ấm rất là tốt, thì là các bác nào mà yêu thích những cái phong cách trẻ trung năng động thì mình có thể là lựa chọn sản phẩm này. Mã của này sẽ là mã C26. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo với tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một cái thiết kế áo khoác gió. Em một cái thiết kế áo khoác gió rất là đơn giản, bình thường. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu gió hai lớp dày dặn. Bên trong sẽ có cho mình một cái lớp lót bằng nỉ này. Thiết kế lớp lót nỉ như này thì bảo đảm là giữ ấm cực kỳ tốt rồi. Mã sẽ là C27, chiều dài là 69, ngang là 56 và vai là 49. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 75kg, quý chị có thể là lựa cho em này. Form dáng của mình sẽ là cái thiết kế form dáng suông. Em này nhìn chung thì cũng là một sản phẩm vô cùng là basic đơn giản thôi. Các bác có thể là lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, một thiết kế của nhà hết. Đây, quý chị có thể thấy là ở bên trên vai áo, tay áo chúng ta có rất là nhiều tên của thương hiệu. Và trước ngực áo thì cũng có thêu tên và logo của thương hiệu luôn. Mã C27 này, bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chúng ta chốt đơn điều này. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái thiết kế rất là hay. Em này thì sẽ là cái kiểu gilet. Con này sẽ có mã là C28, chiều dài sẽ là 72, ngang sẽ là 59 này. Và size của em này thì sẽ phù hợp cho bác nào của chúng ta xung quanh khoảng là 70kg. Xung quanh khoảng 70kg thì bác có thể lựa cho em này. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ là kiểu mặc hơi ôm một chút. Bên trong các bác có thể là mặc cho mình một cái áo len hoặc là một cái áo thun dài tay thì sẽ rất là đẹp luôn. Và cái tông màu xanh than này thì sẽ là cái tông màu rất là nổi bật. Cái tông màu này vừa nổi bật mà mặc lại còn rất là trẻ trung, rất là dễ mặc, dễ dùng. Đây sẽ là một thiết kế của thương hiệu The North Face, là một trong những cái thương hiệu cũng tương đối là nổi tiếng rồi, có lẽ là các bác cũng đã biết đến cái thương hiệu này. Mã C28 này, bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ đặt hàng. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu ba lớp, cái kiểu chất liệu phao bên trong nó sẽ là lót, nó sẽ là lót nỉ bông ở bên trong, nó sẽ lót bông ở bên trong, thì các bác yên tâm về độ giữ ấm giữ nhiệt của em này. Mã C28. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một chiếc áo với tông màu ghi. Em này sẽ là cái kiểu tông màu ghi đậm này, nó sẽ trông hơi muối tiêu một tí. Mã của mình sẽ là mã C29, chiều dài là 65, ngang là 58 và vai là 45. Với sản phẩm này thì sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg. Quý chị có thể là lựa cho em này. Em này cực kỳ là dày dặn luôn, rất là dày, nên là đảm bảo với quý chị là cái độ giữ ấm giữ nhiệt của em này thì vô đối rồi. Các bác có thể là sử dụng trong cái thời tiết mùa đông để năm sau mình dùng thì vẫn rất là ok. Và bên trong thì cũng
cũng là một cái lớp lót rất là mềm mịn, rất là đẹp này. Và lớp lót bên ngoài nó cũng sẽ là cái kiểu vải dạ, những cái thiết kế như này thì siêu ấm luôn. Mã của mình sẽ là C29. Và phía dưới đây thì cũng có cho mình những cái thiết kế túi chéo để cho quý chị chúng ta có thể là giữ ấm tay, cũng như là mình đựng đồ, đựng tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Toàn bộ túi thì đều có khóa kéo hấp cẩn thận nên là mình yên tâm, mình không lo là bị rơi mất đồ đạc. Và mã bên này sẽ là mã C29 này. Mọi thông số nhà sành Lục Duy sẽ ghi vào phía bên trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện bề chúng ta theo dõi để mình có thể lựa ra những cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và tiếp theo thì sẽ là một cái sản phẩm với cái phong cách trông cũng khá là bụi bặm. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu xanh phối với cả tông màu đen này. Mã sẽ là C30, chiều dài là 60 và ngang sẽ là 59 size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 65-70kg thì quý chị có thể là lựa cho em này. Chất liệu của mình bên ngoài nó sẽ là cái chất liệu kaki dày dặn này, cho quý anh chị chúng ta coi kỹ hơn ở cái bề mặt bên trong đó, để cho quý anh chị chúng ta thấy những cái lớp lót bên trong thôi cũng là những cái chất liệu rất là xịn sò. Và đây sẽ là một sản phẩm của nhà Goldwin, tem mác rất là xịn sò này, quý anh chị có thể thấy một cái tem mác rất là lớn ở bên trong. Và em này thì sẽ thiết kế cho mình rất là nhiều các cái phần túi này, túi ở trước ngực có khóa và có cái nắp rất là cẩn thận. Đây quý anh chị có thể thấy, có lẽ là sẽ phải mở hẳn ra để cho quý anh chị chúng ta coi kỹ hơn. Đây cái nắp này, và trong này sẽ là túi có khóa rất là cẩn thận. Phía dưới thì cũng có túi chéo cho mình, túi thì cũng có khóa rất là ok để cho quý anh chị chúng ta có thể bảo quản đồ đạc. Và cái đường lai áo của em này sẽ là được bo chun nên là khi mà quý chị chúng ta mặc lên cái form dáng của mình cũng rất là gọn gàng. Mặt đằng sau thì lại còn có mũ nữa nên là bác nào sử dụng mũ thì chúng ta có thể là dùng, còn không thì mình có thể là cất gọn đi. Ở trên này nó sẽ có một cái đường khóa này, các bác có thể là cất cái mũ này vào đây cho mình để cho cái sản phẩm của mình trông gọn gàng hơn. Còn nếu mà đi ra ngoài thì khuyên quý chị là chúng ta nên sử dụng, nên có cho mình một cái áo có mũ để chúng ta có thể là bảo vệ giữ ấm được cái phần đầu, phần tay, phần cổ của mình. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có mã là C30. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Rồi tiếp theo chúng ta lại có một sản phẩm áo phao này. Con này thì sẽ là thiết kế áo phao tông màu rêu và mã sẽ là C31, chiều dài là 61, ngang là 57 và vai là 42, size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg thì quý chị có thể là lựa chọn em này. Form của em này thì sẽ là một cái form tương đối ôm nên là bác nào muốn mặc kiểu gọn gàng thì chúng ta lựa chọn em này. Nói chung là cũng không quá ôm nhưng mà nó sẽ là một form tương đối là gọn gàng rồi. Tông màu rêu cũng rất là dễ mặc, dễ dùng và mặc cũng rất là trẻ trung. Và mã của em này sẽ là mã C31 này. Những cái thiết kế áo phao của nhà sành Lucy thì rất là đẹp rồi nên là các bác chúng ta cứ vừa vặn với cái thông số của sản phẩm. Cái thứ hai nữa là mình yêu thích cái tông màu thì mình lựa chọn thôi, còn về chất liệu chất lượng thì yên tâm, nhà sành Lucy bao chất cho quý chị luôn, hàng cực kỳ đẹp. Và mã của mình sẽ là mã C31 này. Sản phẩm này cũng là một thiết kế có mũ rất là cẩn thận cho mình luôn, độ mới thì còn rất là cao, chất liệu phao thì dày dặn này. Túi quý chị có thể thấy cái túi chéo của mình cực kỳ là rộng rãi, các bác có thể tha hồ là đựng đồ, đựng ví tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Rồi tiếp theo chúng ta có một sản phẩm áo dành cho bác nào mà yêu thích cái kiểu phong cách cái họa tiết dằn di thì các bác có thể là lựa chọn em này. Mã của sản phẩm thì sẽ là mã C32, chiều dài là 81 và ngang là 70, size 3XL. Với cái sản phẩm này thì phải dành cho các bác nào mix size để xem 3XL, các bác xung quanh khoảng 80-85kg các bác có thể là lựa chọn em này được luôn. Form dáng rất là rộng rãi thoải mái. Và phải cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn ở phần bên trong, nó sẽ là một cái lớp lót nỉ này. Lớp lót nỉ như này thì đảm bảo là cái độ giữ ấm của nó siêu tốt rồi. Đây sẽ là một sản phẩm của nhà Airwork, nó tem mác rất là đầy đủ uy tín cho quý anh chị, mã C32. Và cũng không thể thiếu được các cái thiết kế túi chéo ở phía bên dưới, có khóa rất là cẩn thận để cho các bác chúng ta sử dụng luôn. Mình đựng đồ không bao giờ lo làm đồ bị rơi, bị mất, bị thất lạc. Mã C32 này, tông màu này cũng là một cái trong những cái tông màu trung tính thôi nên là quý chị chúng ta yên tâm mình sử dụng hàng ngày, mặc từ năm này qua năm khác vô tư luôn. Và cái độ bền của nó rất là cao, mã C32 này. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo khoác, cũng là một cái sản phẩm với cái tông màu xanh than, một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta rất là yêu thích, mặc lên vừa trẻ trung mà còn vừa dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã C33, chiều dài là 81, ngang là 61 và vai sẽ là 51, dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 75-80kg quý chị có thể lựa chọn này. Ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều các mặt hàng size lớn dành cho quý chị nào chúng ta big size này, chúng ta bụng to bụng lớn, chúng ta lựa chọn mặc vừa vặn thoải mái luôn. Và như sản phẩm này thì cũng là một sản phẩm cực kỳ dày dặn, hợp lý để cho quý chị chúng ta sử dụng trong cái thời tiết mùa đông hoặc là cái thời điểm hiện tại khi mà cái nhiệt độ nó đang xuống rất là thấp thì chúng ta lựa những con áo đại hàng như này thì đảm bảo giữ ấm siêu tốt hơn. Mở ra một chút để cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn được các cái lớp lót bên trong này. Ở bên trong mình có một cái hình rất là xịn sò như này, nó sẽ là cái kiểu chất liệu vải kaki người ta gắn ở bên trong này.
Nếu chị có thể thấy thì tem mác rất là xịn sò, và bên trên ngực áo thì cũng là một cái logo của thương hiệu luôn. Và mã của sản phẩm này thì sẽ là mã C33. Phía dưới đây sẽ có cho quý chị hai cái phần túi vuông này, hai cái phần túi vuông rất là rộng rãi, có nắp, có phần cúc bấm cẩn thận luôn. Mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Nhìn chung cũng là một con áo rất là cơ bản, basic để cho quý chị chúng ta sử dụng thôi. Các bác đi ra ngoài thì mình rất là nên có những cái sản phẩm áo dày dặn như này để chúng ta chắn gió và cũng như là giữ ấm, bảo vệ cơ thể. Mã C33. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một thiết kế áo với cái tông màu nâu. Em này cũng là một cái sản phẩm áo phao tông màu nâu, kiểu nâu sữa này. Và cái sản phẩm này của mình thì sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Edwin. Edwin là một thương hiệu của Nhật Bản này, và mã sẽ là C34, chiều dài là 74 và ngang sẽ là 61. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, 70-75kg, quý chị có thể là bọc chen mặc em này thoải mái luôn. Cái form của mình cũng là một cái form suông rất là rộng rãi này. Ở cái chất liệu phao thì có lẽ là không cần phải giới thiệu quá nhiều rồi, các bác đều biết được cái độ xịn sò của những cái sản phẩm áo phao như thế này. Ở cái chất liệu rất là dày dặn này, lớp lót bên trong cũng cực kỳ là mềm mịn luôn. Cũng như bao sản phẩm khác thì chúng ta cũng có những cái thiết kế túi chéo ở phía bên dưới. Và em này thì cũng có cho mình những cái thiết kế khóa kéo này để cho quý chị có thể là giữ bảo vệ đồ đạc của mình sao cho nó không bị rơi, bị mất. Mã của này sẽ là mã C34. Vì là các mặt hàng chúng ta được sale rất là nhiều rồi nên là các sản phẩm chúng ta cũng chỉ lướt qua thật nhanh thôi để cho quý chị chúng ta có thể là lựa chọn được thật là nhiều các cái sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Và những cái sản phẩm rất là đẹp, đảm bảo của quý chị là mình nhận hàng về mình rất là ưng ý luôn. Tranh thủ cái thời điểm mà nhà sành đồ xin đang sale các mặt hàng áo khoác thì quý chị có thể là tặng cho mình một vài chiếc, không những mình mặc năm nay, mình còn có thể là mặc sang những năm khác và năm sau nữa vẫn rất là vô tư. Và mã hôm này sẽ là mã C34 này, các nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ đặt hàng với nhà sành đồ xin. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế áo, cũng là một con áo phao. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu tối giản thì mình hãy lựa chọn những cái thiết kế áo màu đen như này. Nó rất là dễ mặc luôn và cực kỳ dễ để các bác phối đồ. Đây là một sản phẩm của nhà Playboy. Mã của em này thì sẽ là mã C35, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai sẽ là 40. Size mở cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg thì quý chị có thể là yên tâm lựa chọn em này. Form của em này cũng là một form tương đối là rộng rãi thoải mái này, nên là các bạn yên tâm chúng ta lựa chọn, rất là dễ mặc thôi. Cái phần túi người ta có cho quý chị cái đai này trông cũng rất là năng động này, trông cũng khá là hay. Túi thì của mình thì cũng là cái túi chéo vừa phải để cho quý chị chúng ta giữ ấm tay, mình đựng đồ, mình đựng ví tiền, điện thoại đi ra ngoài thôi. Và ở đây sẽ có một cái phần để nó che đi cái khóa này. Cái thiết kế cúc này sẽ là cúc bấm kim loại, độ bền cao mà cũng rất là thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng. Vẫn nên là mở ra một chút ở bên trong để cho các bác chúng ta coi được cái lớp lót này. Lớp lót rất là mềm mịn và cũng rất là xịn sò. Mã của mình sẽ là mã C35, ra xa một chút cho các bác quan sát lại toàn bộ cái form dáng và các cái chi tiết trên sản phẩm. Và bác nào mà yêu thích thì chúng ta cũng nhanh tay là chốt đơn hôm nay. Tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm áo với tông màu ghi. Một thiết kế áo tông màu ghi, áo khoác tông màu ghi, bên ngoài chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu kaki, mã C36, chiều dài là 81, ngang là 61 và vai là 50. Với cái sản phẩm này thì các bác xung quanh khoảng là 75-80kg, các bác bon trên em này thoải mái luôn. Cái form cái này sẽ là một cái form hơi dài một chút, nên là bác nào cao hoặc là bác nào muốn mặc cái kiểu dài, dáng dài để cho nó giữ ấm thật là tốt thì bác có thể là lựa cho em này. Chúng ta mặc mặc hàng ngày hoặc là mặc đi ra đường, mặc chạy xe ngoài đường rất là ấm này. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Sinh A. Bên trong sẽ là tem mát của sản phẩm. Bên trong của mình cũng là những cái thiết kế lớp lót kaki mềm. Những cái thiết kế như này thì vừa đảm bảo giữ ấm mà vừa đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên nó thoải mái, dễ chịu. Và bên trên ngực áo này, không, bên trên ngực áo chúng ta không có túi. Ở phía dưới đây chúng ta sẽ có cho mình hai cái túi vuông rộng rãi. Hai cái túi vuông rất là rộng và có nắp cẩn thận cho quý anh chị luôn. Nên là mình yên tâm mình đựng đồ rồi. Mã của mình sẽ là mã C36. Các bác yêu thích sản phẩm này thì chúng ta cũng nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xin. Một thiết kế áo rất là đẹp luôn, một chiếc áo khoác ngoài đảm bảo giữ ấm rất là tốt cho mình trong cái thời tiết mùa đông. Mã C36. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo với cái tông màu xanh than, là một trong những cái tông màu mà quý chị chúng ta cũng lựa chọn rất là nhiều. Em này được cái là có một cái mũ rất là rộng này. Đã bác nào mà chúng ta hay phải đi xe ngoài đường thì chúng ta nên có cho mình cái mũ nên có cho mình một cái áo khoác có mũ rộng rãi như thế này. Mã của sản phẩm này sẽ là mã C37, chiều dài là 75, ngang là 63 và vai là 54. Size XL cho quý chị chúng ta từ khoảng là 70-75kg, quý chị có thể là lựa cho em này. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Jungle Storm.
một thiết kế của nhà Jungle Storm. Và em này thì cái form dáng của nó rất là đẹp, tuy nhiên là vì là treo ở trên móc nên là có lẽ quý chị chúng ta cũng không thấy được toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Đây có lẽ là mình sẽ phải cầm rõ hơn như thế này để cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn này. Cái phần cổ nó sẽ có thêm một cái nó sẽ có thêm cho quý chị hai cái phần cúc như này, để khi mà trở lại quý chị chúng ta đóng cái cúc này lại thì mình có thể là giữ ấm rất là tốt cái phần cổ của mình. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì chúng ta cũng nhanh tay là liên hệ chốt đơn. Mỗi sản phẩm mình có duy nhất một chiếc mà thôi. Em này thì cũng có hai cái phần túi vuông cho quý chị chúng ta sử dụng rồi. Mã của mình sẽ là mã C37 để chất liệu bên ngoài của mình sẽ là chất liệu kaki, nên nó rất là dày dặn, chắn gió, chống bụi và giữ ấm cực kỳ tốt cho mình luôn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo cũng khá là dày. Không phải khá là dày mà phải nói là rất là dày luôn. Em này thì được cái là màu sắc rất là hay, phối giữa tông màu xanh than và tông màu ghi này. Mã của mình sẽ là C38, chiều dài là 79, ngang là 66 và vai sẽ là 61, dài 3XL. Dành cho quý chị chúng ta xung quanh 85kg, quý chị chúng ta bon trên em này. Bác nào bụng to bụng bự chúng ta bơi hết vào đây chúng ta lựa em này cũng vẫn là vô tư luôn. Vì cái form của mình sẽ là cái form suông rất là rộng rãi. Các bác chúng ta mặc em này vừa thoải mái dễ chịu mà lại vừa đảm bảo cho mình là trận giữ ấm rất là tốt. Với cái sản phẩm này thì bên trên chúng ta sẽ có thiết kế túi vuông rộng rãi này, và phía dưới đây thì cũng là có túi cho quý anh chị chúng ta dùng luôn. Và bác nào mà yêu thích sản phẩm này cũng như là vừa gọn với cái thiết kế này thì nhanh tay là liên hệ đặt hàng với Nhân Xanh Đồng Duy với mã sản phẩm là mã C38. Còn về chất liệu chất lượng thì quý anh chị chúng ta yên tâm, toàn bộ các sản phẩm đều là các mặt hàng áo khoác dày dặn để cho quý anh chị chúng ta sử dụng trong cái thời tiết mùa đông, thời tiết lạnh thì chúng ta dùng. Và tiếp theo sản phẩm cuối cùng là một con áo tông màu đen, cũng là một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Mã sẽ là C39, chiều dài là 83, ngang là 65 và vai là 55, size 2XL cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 80kg quý chị có thể lựa cho em này. Chất liệu của mình bên ngoài cũng là cái thiết kế chất liệu kaki rất là dày luôn, và cũng đầy đủ các cái thiết kế túi đằng trước này, thiết kế túi trước ngực và túi chéo ở phía bên dưới cho quý chị chúng ta dùng. Bác nào mà yêu thích những cái phong cách đơn giản mà cũng không được kém phần năng động thì quý chị có thể là lựa chọn cái em tông màu đen này. Phong dáng suông cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Vâng, vừa rồi em đã lên hết tất cả các sản phẩm có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ Nhà Sành Đồ Xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Đồ Xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.